Dạ xin được mến chào quý cô chú anh chị các bạn cùng quay trở lại với kênh YouTube của em, kênh Lang Thang Nha Trang. Hôm nay là một buổi chiều mọi người, thời tiết rất là đẹp ha. Xin kính chúc một lời đến toàn thể quý vị một ngày thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Hôm nay là em sẽ đưa mọi người đến tham quan phường cũ mọi người ha. Đường Phan Đình Giót là tên hiện tại và đường cũ là đường phường cũ. Rồi xin mời mọi người cùng đi theo em ha. Mọi người biết không, phường cũ đó là một cái tên thôn của ngày xưa đó mọi người. Thời Đồng Khánh là nơi đây là được đổi thành là chỗ Phương Xài mọi người ha. Phương Xài là một cái tên Hán Việt. Theo sử sách ghi chép lại là những người đầu tiên đến khai hoang ở khu vực này thì ngày xưa ở đây toàn là lau sậy cây cối và sông nước rất là nhiều, nước lênh láng luôn. Thì hầu hết là bà con sống bằng chặt củi rồi thả theo sông cái đó mọi người để mà đổi lấy lương thực thực phẩm ha. Cho nên là tên gọi nôm na là phường củi đến bây giờ luôn. Đây là buổi chiều mọi người ha, rất nhiều hàng quán bày bán ở đây luôn. Ở đây có một quán bún bò mọi người, rất là ngon, cũng rất là nổi tiếng. Quán bún riêu mì Quảng cũng rất là bình dân, rất là rẻ, em ăn rồi, rất là ngon luôn mọi người. Ở đây em nghĩ chắc những người dân ở xung quanh đây là không có sợ, không có gian ha mọi người ha. Buổi chiều tối giờ này thời tiết nóng nực quá cho nên là nhà nhà cũng có thể là làm biếng nấu cơm mọi người, ăn cơm hoài cũng ngán. Mà ra tới đường này thì rất nhiều hàng quán luôn, giá cả cũng rất là rẻ. Là một cái tiệm sửa chữa loa nè mọi người, rất uy tín. Tại đây là rất nhiều bà con mang đồ điện tử lên đây sửa, chủ yếu là loa và âm ly ha.
Ở đây có một cái con hẻm nhỏ mọi người ha. Em vào trong đây em tham quan thử xem. Xem cho nó con kêu nhớ nhà quá. Đây kêu là địa chỉ là 41/1 á, để đi quay cho anh bạn nó cùng xem. Dạ dạ. Cảm ơn cô. Vậy là cô là mẹ của Lộc. Dạ dạ. Hình như là có cô con gái. À đây đây à. Đây là con gái đâu rồi? Chào ba đây nè, chắc ba cũng đang coi nè con. Rồi chào cô ha. Ta anh bạn này kêu là chiều nào cũng chở con gái đi qua chỗ cầu Vĩnh Phương rồi đi vào vào rồi đi chơi. Dạ dạ. Rồi chào anh Lộc ha, nhìn mẹ của mình ha. Dạ. Con có thể qua trong nhà mình tí xíu nữa được không con? Dạ dạ rồi dạ. Dù ra nhà cửa cây cối đẹp quá. Con chào chú. Dạ con chào chú ha. Chú à, chú biết vì sao ở đây tên gọi là phường củi không ạ? Chưa, ở đây là dân ở đây rất là nghèo. Dạ. Người ta đây thứ là đi chặt củi ở trên đầu sông nè. Dạ dạ. Tất tất bị cha về đây tập trung lại là buôn bán củi than nữa. Dạ dạ. Mình đặt cái làng đây là củi. Dạ đúng rồi. À, như là cái thời đó thời vua nhà Nguyễn đúng không ạ? Nói chung là lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi mà chú cũng không có chắc cũng thời đó. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn chú ha. Đây con gái ha. Dạ rồi xin chào gia đình, con đi thêm một vòng ở đây ạ. Dạ dạ chào cô chú, chào con gái. Chiều lại đây rất là đông luôn mọi người ha. Chỉ có đi tới những cái khu vực như này đó mọi người mới thấy được cái cuộc sống của bà con của mình như thế nào ha. Một cuộc sống đời thường, sinh hoạt của bà con ở đây. Còn một ngõ nhỏ trong đó nữa mọi người ha, cũng là Phan Đình Giót luôn, phường củi. Wow, nhà nào trồng vàng bông đẹp quá.
quay vô cuốn hả? Dạ. Chào chú ha. Dạ, chào con. Dạ, nhìn chú cũng sức khỏe tốt á. Chú năm nay 68 tuổi rồi. Dạ, nhìn chú phong độ quá. Dạ. Cuộc sống của em giờ ra sao? Của con hả? À, con làm khách sạn, giờ con bị thất nghiệp rồi. À, giờ đi quay này. À, đi quay tút để kiếm tiền. Dạ, tiền thì chưa kiếm được gì nhiều đâu. Nhưng mà quay gửi đến bà con để mọi người cùng xem, đỡ nhớ quê với lại quảng bá được cái hình ảnh của thành phố Nha Trang mình. Ủa, con ở thành phố, con ở tỉnh Khánh Hòa. Con ở đây, con ở Nha Trang. Dạ. Chú đang làm công việc gì hả? Lượm nhôm nhựa con. Dạ, cái này mình đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày không chú? Thì một ngày kiếm được 50-60 ngàn thì đỡ dành cái 50-60 ngàn thôi. Dạ, một ngày có nhiêu đâu. Dạ dạ. Cái này là cái xe đồ nghề của mình hả chú hả? Dạ, người ta thấy khổ quá, người ta cho. Dạ, người ta thấy khổ quá, người ta gửi tặng cho chú. Người ta cho ha. cái ông thợ hồ không thấy mà rinh đi khổ quá. Dạ. Ông cho. Cái này rồi chú gom lại rồi chú đem ra vừa phế liệu luôn chưa hay là ngày mai? Hai ba bữa lần là kiếm được trăm mấy luôn. Dạ rồi mình gom mình cất ở đâu? Mình để đây luôn, mình lấy đồ mình đậy lại. À, sợ mưa gió rồi giấy rồi nó bay hết rồi có sao không? À, có bạc luôn. Dạ dạ. Dạ vậy ha. Kinh con là kinh gì? Dạ con lang thang Nha Trang. Lang thang Nha Trang. Dạ. Không phải lang thang ở miền Tây ha. Dạ nhiều kênh lang thang lắm. Dạ, lang thang. Nhờ con đi lang thang đây mà con được giảm được mớ ký. Dạ. Dạ cảm ơn chú. À, chúc chú sức khỏe ha. Dạ cảm ơn con nha. Dạ, chúc kênh lang thang con đạt kết quả ngang cái nút vàng nha. Dạ cái đó là con chưa nghĩ tới đâu. Dạ chưa đâu, con mới làm thôi. Con gửi đến hình ảnh bà con cùng xem thôi chứ hiện tại là tiền bạc chưa kiếm được gì hết. Dạ. Chào bà. Chào con ha. À, ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại? 85. Dạ? 85 hả ngoại ha? Sống một mình ở nhà trọ. Sống một mình thôi ở nhà trọ hả? Dạ. Con thấy sớm mình ở đây vòng vòng đây cũng nghèo quá hả ngoại ha? Sớm nghèo hả chú? Dạ, dạ. Khổ quá ha. Dạ. Để con đi một vòng nữa ở đây xem sao ha. Dạ, chào ngoại, chào con. Sống nghèo mọi người. Hiện tại là ở đây cũng thay đổi cũng khá nhiều rồi mọi người. Chứ lúc trước cách đây mấy năm em vào đây thì cũng rất nhiều hàng quán. Bây giờ thì hầu như nhà nào cũng xây lên rồi.
mới uống rượu đây mọi người ha. Ngon lắm nè. Chào chị bán món hàng chưa? Vậy cho em quay hàng chị xíu nghe. Quán của chị là người nhiều người ăn mà nhiều người cũng khen lắm nè. Em cũng đã từng ăn rồi. Cho em quay nồi nước lèo xíu chị ơi. Wow mọi người ha, uống rượu. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Rồi coi cái tủ thịt của bà nè. Wow, giờ thường thường là bún riêu hay đi đôi với mì quảng đúng không chị ha? Đúng rồi. Bữa giờ buôn bán được không chị? Được. Quán mình ngon mà, nổi tiếng mà. Rồi chào chị ha, chúc chị buôn may bán đắt. Dạ rồi. Wow, hai cô gái xinh quá. Hai cô gái bán bún bò mọi người. Quán bún bò mình tên gì? Bún bò Phan Giót. Bún bò Phan Giót không? Đổi thành là bún bò hai cô gái xinh đẹp đi. Mấy nay buôn bán được không? Dạ, ổn anh. Trời, quán mình ngon mà, có tiếng ở Nha Trang rồi. Ủa, mình kênh nào vậy anh? À, mình kênh Lang Thang Nha Trang mà, mới làm hả? Dạ, dạ. Cho mình quay cái nồi nước lèo xíu nghe. Nồi nó sôi rồi quay chứ. À, mọi người thấy không? Nồi nước lèo bún bò quá ngon luôn mọi người. Nó sôi luôn, quá nó đẹp rồi anh à. Ở đây mình bán có giò không? Giò nè. Giò với gân rồi ha. Giò này là hấp dẫn. Giò sao anh quay buổi trưa quay mới hấp dẫn rồi. À, bán từ buổi trưa ha. Dạ. Rồi, ok. Sao quay buổi trưa nhìn hấp dẫn lắm. Rồi, rồi. Bây giờ anh quay còn gì nữa đâu quay. Cái này nạm đúng không? Dạ. Dạ. Này gân là mọi người rồi, trời ơi, đã chưa? Cái này gầu đúng không? Xương á. Xương. Xương sụng. Xương sụng. Nè, xe tới bên em, nhà em tự làm à. Xe tới, có dạ. Có nhiều chỗ là xe tới người ta có dầu nước màu đỏ đỏ nữa đúng không? Đó dạ, là cái đó là làm nước màu riêng. À, làm nước màu. Dạ, đây là xương trong nồi nè. Wow, đã quá mọi người. Nhất lên luôn, đã quá. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Mọi người có ghé đó Nha Trang hả? Check in Nha Trang, tới đường Phan Đình Giót. Hỏi người ta phường củi đó, cũ á mọi người. Có một quán bún bò hai cô gái xinh đẹp. Đưa quán bún bò cô Lan là không? Quán bún bò cô Lan ha. Rồi ok. Rồi cảm ơn hai chị em ha. Mọi người thấy không, đi có một chút xíu thôi ha, mà con đường này rất nhiều hàng quán ăn luôn. Nhà mọi người ha, cũng có nhiều nhà cũng giống cái hoàn cảnh như đây lắm mọi người, cũng lụp sập hò ha. Ở đây nhìn thấy mấy cô mấy chú cũng lớn tuổi và hầu như là cũng lao động mọi người, có người thì đi lượm ve chai nữa.
Dạ rồi, một chút buổi chiều ha, chia sẻ đến quý cô chú anh chị cùng tham quan đường Phương Xài, đường phường Phương Xài mọi người ha, đường Phan Đình Giót và cái nơi này gọi là phường Củi Cũ ha. Rồi em xin cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút ít thời gian để mà xem video của em. Em xin cảm ơn, và nếu mọi người thấy hay thì hãy cho em những lượt like, những lượt đăng ký kênh ha. Đó là sẽ là một cái động lực rất lớn để em phát triển thêm khả năng để mà ra được những video hay ho gửi đến mọi người cùng xem. Rồi em xin kết thúc video này ở đây. Em xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt.